Dạ, mến chào cô chú anh chị đến kênh San Sài Gòn nha. Hiện tại San Sài Gòn có mặt ở hội quán ngôi sao Mỹ Dừa quanh Khương Dừa vào tối thứ 7 ngày 28 tháng 9 năm 2024 để xem đêm nhạc của ca sĩ và nghệ sĩ phục vụ bà con tối đêm nay nha. Đây, buổi tối San Sài Gòn chúc cô chú chị thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại thì đêm nhạc cũng sắp sửa diễn ra thì cô bác với khán giả cũng ghé cũng hơi đông cả nhà. Đây bên trong này thì hôm nay thì có sự phục vụ của các ca sĩ nghệ sĩ như sau: ca sĩ Tiết Nhung, ngôi sao miệt vườn Sao Mai, Quỳnh Trăng Kha, ngôi sao miệt vườn Chí Hiếu, ca sĩ Chắc Long, ca sĩ Chế Thanh, anh Khương Dừa, Thúy Nga và Di Tài và một số thí sinh xuất sắc sau một vòng 11, 12, 13 phục vụ bà con tối đêm nay nha. Mời cô chú chị cùng theo dõi nha. Đây về bối cảnh là buổi tối thứ 7 ngày 28 tháng 9 năm 2024 ở hội quán ngôi sao miệt vườn trước đêm nhạc nha cả nhà. Hôm nay thì thời tiết ở ở hội quán ngôi sao miệt vườn của anh Khương Dừa thì thời tiết chất đẹp luôn. Mấy ngày tuần trước thì do ảnh hưởng cơn bão số 4 thì không đêm nhạc không diễn ra. Hôm nay thì đã diễn ra theo thường lệ nha. Đây, bên đây thì quầy vé nè. Đó. Vậy thì khán giả vô mua vé nha. Hai loại vé, một vé loại 120, một vé loại 90. Luôn tiền nước cả nha. Ở dưới nước. Thank you.
cô là thôi cô Gò Đen phải không? À. Dạ. Ủa không, không chấn đợt kìa rồi. Đợt kìa rồi con không chấn cô rồi, đợt đổ tổ á. Dạ. Cô nở Gò Đen nè, cả nhà. Và tặng ca sĩ nào con? Ca sĩ là Lòng Tiết Nhung. Dạ, Lòng Tiết Nhung. Dắt lòng với Tiết Nhung. Dạ. Nhà em có một người cao, nhà anh có một. Một vài món tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Anh nhà, nhà gần đây không bà? Dạ. Nhà mình gần đây không? Nhà mình gần đây không? Bên Mỹ. Bên Mỹ hả? Dạ. Còn... bữa nay mai về Mỹ. Dạ. Bà ở bên Mỹ nha. Vậy là mà đêm nay coi à, đêm mai về hả con? Dạ. 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 Chúc bà có đi nhận vẻ ha. Dạ. 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 Về đây chị nào coi lần này lần về. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chào chào cô. Rồi. Nói nhà cô gần không cô? À thấy mộ Bình Dương đi. À Bình Dương hả cô? Ủa sao bữa nay vắng vậy không? Đây chưa nói diễn. Cô ở Bình Dương cả nhà. Dạ cô muốn đi mấy lần mà mưa gió bão quần Nam mới đi được mua vé trước rồi. Dạ. Lần đầu tiên cô ghé đây hả con? À lần đầu tiên. Dạ. Lần đầu tiên lúc mà mưa bão đó. Dạ. Cứ đi đó mà bão đi chạy quỷ. Chào con nha. Dạ dạ. Chúc cô có đêm nhạc vui vẻ nha. Rồi rồi cảm ơn. Khán giả vô nha. Đây cả đồng ở nhà đi xem nhạc luôn nè. Dạ nay có Chế Thanh. Có Trường Sơn đồ về không? Trường Sơn nay không có hát anh. Nhà mình gần đấy không anh? Dạ ở Sài Gòn. À, Sài Gòn ở đâu, quận mấy? Ở quận Nhất á. Ở quận Nhất hả? Rồi anh ở quận Nhất cả nhà. Nghe sao thôi sao gặp vườn này nghe hot quá xuống. Dạ. Này anh Minh Cà Na Xí Muội, kênh Cà Na Xí Muội. Rồi ca sĩ. Sao mai
À, con chào cô. Nói nhà cô gần đây không cô? À, nhà trong gần Dột, Phúc Lý. Phúc Lý gần Dột hả? Ờ, đúng em. Cô có thường ghé hội quán ở đây xem đêm nhạc không? Đó. Mấy lần cô? 5-6 lần rồi. Thì rồi cô Trung Thu cũng có đi đó. Vậy hả? À. Cô thấy ghé qua quán ở sân bình trường cảm nhận cô thế nào? Ừ, vui. Có hương dừa vui lắm. Của hội quán này vui rồi. Bởi vậy xa cỡ nào cũng 2-3 tuần là đi rồi. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Rồi, chúc cô có đêm nhạc vui vẻ. Lâu lắm gặp ngoại á. Lâu lắm rồi. Dạ. Đúng rồi, mà kênh này khá không? Dạ cũng được ngoại. Dạ. Chúc cho làm cho nhiều kênh nha. Dạ. Cho đắt đắt lên. Dạ, cảm ơn ngoại nhiều nha. Rồi. Chúc ngoại có đêm nhạc vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Tại bây giờ trong hội quán thì anh Thiên Cường cũng thông báo là đêm nhạc cũng chuẩn bị diễn ra cả nhà. Đây thì gia đình luôn nè. À, của gia đình luôn. À, chào chị. Rồi, chúc cả nhà đi sinh nhật vui vẻ nha. Hiện tại bây giờ trong hội quán thì trong sân khấu hội quán thì cũng chuẩn bị bắt đầu cả nhà. À, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Những hình ảnh trước đêm nhạc ngày 28 tháng 9 năm 2024. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào.